sử, diễn viên, MC Trấn Thành. Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh vào ngày 5 tháng 2 năm 1987, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình, diễn viên lồng tiếng và diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Trấn Thành sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà của anh là người gốc Hòa và mẹ của anh là người Tiền Giang. Ngoài tiếng Việt, anh có thể nói tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và Quan Thoại. Theo học khoa diễn viên của trường sân khấu điện ảnh, nhưng Trấn Thành được biết tới nhiều hơn với vai trò là MC. Anh từng đoạt giải ba của cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh thể hiện sự thành công, sự linh hoạt hài hước trong cách dẫn chương trình cũng như cứ nói đi của chương trình dành cho những người nước ngoài học tiếng Việt. Cầu Vồng Nghệ Thuật, Thử Thách Cùng Bước Nhảy, Gala Cười năm 2011 hay live show của Quang Lê hát trên quê hương. Trấn Thành có khả năng nhái giọng người khác, anh có thể giả giọng hát, giọng nói của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như các ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ như Việt Anh, Thanh Lộc, Việt Hưởng, Phi Thanh Vân, Minh Nhí, Trung Dân và Lệ Thủy. Cũng nhờ có tài nhái giọng nên Trấn Thành dễ dàng trở thành diễn viên lồng tiếng. Anh nhận lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình Sóc Chuột Siêu Quậy Bà, Madagascar 3, Thần Tượng Châu Âu, Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 và Tu Bò Tay Đua Siêu Tốc. Tháng 5 năm 2016, Trấn Thành bị Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 32,5 triệu đồng sau khi tham gia vào hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix, phóng tác từ vở cải lương Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang trong chương trình Paris by Night 116. Vở hài kịch này bị xem là khiến nhiều khán giả và người trong nghề phẫn nộ vì chứa nhiều lời lẽ và hành vi dung tục. Về đời tư, Trấn Thành kết hôn với nữ ca sĩ người Hàn Quốc gốc Việt Harigon vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Game Center thành phố Hồ Chí Minh. Trấn Thành tham gia và dẫn chương trình một số chương trình truyền hình sau: Bước Nhảy Xì Tin, Vua Hài Đất Việt, Cầu Vồng Nghệ Thuật, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Thử Thách Cùng Bước Nhảy, Cứ Nói Đi, Gala Cười năm 2011, Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh 2013 đến năm 2016, nay là chương trình Giải Mã Cặp Đôi, Hãy Xem Tôi Diễn, Giọng Hát Việt Nhí Mùa 1, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5 2012 đến năm 2014, Rubik Chat, Song Ca Cùng Thần Tượng Mùa 1, Vì Bạn Xứng Đáng 2013 đến năm 2015, Live Show của Quang Lê Hát Trên Quê Hương, Live Show Nhật Cường Cười Để Nhớ, Ai Hiểu Mẹ Nhất năm 2013 đến năm 2014, Tôi Tỏa Sáng, Người Bí Ẩn 2014 đến năm 2018, 100 triệu một phút 2015 đến tháng 7 năm 2017, Paris by Night 116, Nụ Cười Đầu Xuân 2015, Kỳ Phùng Địch Tù 2016, Bước Nhảy Ngàn Cân mùa 2, Kỳ Tài Thách Đấu 2017, Ơn Rời Cậu Đây Rồi 2017, Gương Hai Chiều 2017, Sau Ánh Hào Quang 2017, Chuyện Tối Nay Với Thành 2017, Giọng Ca Bí Ẩn 2018-2019, Nhanh Như Chớp Nhí 2018-2019, Sao Hỏa Sao Kim 2018, Người Ấy Là Ai 2018-2019, Sóng Xuân 2019, Chạy Đi Chờ Chi 2019. Các vở hài kịch mà Trấn Thành đã tham gia: Bí Quyết Dạy Vợ, Khách Hàng Là Thượng Đế, Xác Chết Loạn Nghĩa Trang, Đám Giác, Trang Dệ Quý, Lò Võ Rộng, Nghệ Thuật Buôn Bán, Xuân Yêu Thường, Giới Thiệu Bạn Gái, Em Mơ Làm Nghệ Sĩ, Dạy Chồng Chồng Dạy, Chồng Ngoại, Nhà Báo Ăn Mày, Ma Ám, Bệnh Mất Ngủ, Bệnh Nan Y, Cây Cầu Dừa, Cây Xoài, Ô Xin, Gói Xôi, Nắng Có Còn Xuân, Đôi Bạn Vui Xuân, Cơm Và Phở, Chuyện Tình Phèo Nở, Thi Hoa Hậu, Xã Hội Đen, Thầy Tào Lao, Thầy Phong Thủy, Nói Lái Về Muộn, Âm Mưu, Vợ Chồng Mới Cưới, Vợ Chồng Tư Tốp, Scandal, Nổ, Tuyển Diễn Viên, Cổ Động Viên, Chuyện Ăn Nhậu, Xấu Lạ, Khám Bệnh, Học Tàn Thí Lụi, Chuyện Tình Thân Và Thở và nhiều các tác phẩm khác. Các giải thưởng mà Trấn Thành đã đạt được: Giải nhất Cặp Đôi Hoàn Hảo mùa 1, Giải ba Người Dẫn Chương Trình Truyền Hình năm 2006, Giải Mai Vàng 2013 Diễn Viên Hài Được Yêu Thích Nhất, Giải HTV Awards 2014 Giải Công Hiến, Giải Mai Vàng 2014 MC Được Yêu Thích Nhất,
giải HTV Á Quốc 2015, giải MC được yêu thích nhất, giải VTV Á Quốc 2015, giải MC ấn tượng, giải VTV Á Quốc 2015, giải nghệ sĩ ấn tượng, giải Mai Vàng 2015, MC được yêu thích nhất, giải HTV Á Quốc 2016, giải MC được yêu thích nhất, giải HTV Á Quốc 2016, giải nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, giải Alice Á Quốc 2016, giải nghệ sĩ hài phong cách nhất, giải Alice Á Quốc 2016, nam MC phong cách nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.